có biết rác thải được phân loại như thế nào không? Nào, chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé. What's up? Nào cây, nào củ, nào thức ăn thừa, nào hoa, nào cỏ là rác hữu cơ. Nào bút, nào viết, nào túi ni lông, nào vỏ bánh kẹo là rác vô cơ. Nào chai, nào lon, nào giấy cạc tông, nào sắt, nào vỡ là rác tái chế. Nhanh tay nhanh chân chúng ta mau phân loại rác. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Vì hành tinh xanh ta cùng nhau chung tay, vì một tương lai tươi sáng của nhân loại. Vì hành tinh xanh mình cùng làm điều hay, nào hãy hành động ngay hôm nay. Vì một ngày mai phân loại rác cùng mình, trường lớp xanh sạch đẹp. Phân loại rác cùng mình, mọi nhà xanh sạch đẹp. Phân loại rác cùng mình, đường phố xanh sạch dẹp. Phân loại rác cùng mình, hành tinh xanh sạch đẹp. Để mình nói cho bạn nghe về câu chuyện phân loại rác thải cho cuộc sống vui tươi văn câu ca. Chúng ta hát mãi phân chia ra các loại đều đặn hàng ngày, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh chúng ta cùng chung tay. Chai nhựa thì mình bỏ vào đây, túi giấy thì mình bỏ vào đây, ăn thừa thì mình bỏ vào đây. Phân loại rác thông minh mang lại cuộc sống yên bình. Vì hành tinh xanh ta cùng nhau chung tay, vì một tương lai tươi sáng của nhân loại. Vì hành tinh xanh mình cùng làm điều hay, nào hãy hành động ngay hôm nay. Vì một ngày mai phân loại rác cùng mình, trường lớp xanh sạch đẹp. Phân loại rác cùng mình, mọi nhà xanh sạch đẹp. Phân loại rác cùng mình, đường phố xanh sạch dẹp. Phân loại rác cùng mình, hành tinh xanh sạch đẹp. Về một hành tinh xanh. Yeah.